Lúc bây giờ bạn cảm thấy bất mãn, thất vọng, kể cả chống vắng. Sau khi có những điều bạn nghĩ chúng sẽ đem đến cho bạn niềm vui, bạn không phải một mình. Cái cảm giác khó hiểu này đã từng đến với những người thành công và giàu có, cũng như những người thất bại và nghèo khổ hơn. Thực tế, vua Solomon đã từng có tất cả, một vương quốc, vô số tài sản, sự phong quang và hiểu biết vượt trội. Bạn nghĩ khi ông nói không có gì mới ở dưới mặt trời, mọi sự đều là hư không? Dường như có điều gì thúc giục chúng ta phải tìm cái mảnh thiếu hụt trong đời. Chúng ta có thể theo đuổi một sự nghiệp thành công, những mối quan hệ có ý nghĩa, sở hữu vật chất, kể cả việc vui chơi giải trí, nhưng không điều gì có thể chữa trị cái cảm giác trống vắng sâu tận bên trong. Tại sao chúng ta có cảm giác thế này? Kinh Thánh cho biết Chúa tạo nên con người gồm có ba phần. Thessalonica nhất đoạn 5 câu 23 nói: Và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn. Chúng ta không phải chỉ là một cơ thể bằng nguyên tử. Chúng ta cũng có một linh hồn để suy ngẫm, cảm nhận và chọn lựa. Nhưng dấu kín sâu trong chúng ta là cái phần thứ ba, tâm linh của chúng ta. Cái phần thứ ba được Chúa thiết kế với một chức năng riêng biệt. Tâm linh của chúng ta có thể kết nối, nhận và kinh nghiệm được Chúa. Ông Blaise Pascal, nhà toán học gia người Pháp rất nổi tiếng, nói rằng trong con người có một khoảng trống với hình dạng của Đức Chúa Trời. Chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể lấp đầy khoảng trống đó. Một khi tâm linh chúng ta bị trống vắng, không có Đức Chúa Trời, chúng ta không thể có được sự thỏa mãn chân chính. Chỉ có Ngài mới có thể đáp ứng được sự khao khát của tâm linh. Khi Đức Chúa Trời bước vào trong tâm linh trống của chúng ta, Ngài bù lấp khoảng trống đó với lòng bằng chính Ngài, một sự khoái lạc thật, thịnh vượng và đầy ý nghĩa. Rốt cuộc chúng ta đã được thỏa mãn lâu dài với sức sống vĩnh cửu và thiêng liêng của Chúa. Chúa đã thực hiện những bước vĩ đại để Ngài có thể bước vào tâm linh ta. Ngài đã trở thành con người qua Chúa Giêsu Christ. Chúa Giêsu đã sống một cuộc sống trọn vẹn ở trên mặt đất, chết để cất lấy tội lỗi của chúng ta, được chôn và sống lại từ cõi chết. Sau khi sống lại, Ngài trở thành một phần linh ban sự sống. Và bây giờ Ngài có thể vào trong tâm linh của loài người. Ngài chờ đợi bạn mở lòng ra cho Ngài. Hãy hướng lòng về Chúa và cầu nguyện lời cầu nguyện đơn giản này. Lạy Chúa Giêsu, con tin nơi Ngài. Con công nhận mình là một tội nhân. Xin hãy tha thứ mọi tội lỗi của con. Con mở lòng mình ra cho Ngài. Hãy vào trong tâm linh con và lấp đầy tâm linh con bằng chính Ngài. Chúa Giêsu ơi, con xin tiếp nhận Ngài. Con cảm ơn Ngài, Chúa ơi. Amen.